Happy New Year everyone. Thì cũng là Tết Tây nên nói tí tiếng Anh nghe cho nó hoành tráng đúng không? Rồi ok, mình là Nguyễn Hoàng Phúc từ hpphotoshop.com. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng phần mềm Photoshop để chúng ta căn chỉnh những cái đối tượng trong tutorial này. Thì mình đang nói tới nó là layer hoặc là chữ hoặc là group ha, là mình gọi chung là đối tượng. Ok, thì với cái căn chỉnh này á, thì cái công cụ căn chỉnh chúng ta sử dụng chính là move tool nằm trên cùng này ha. Và những cái thiết lập chúng ta sử dụng ở đây 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 cái, thêm cái 13 nữa, nhưng mà thôi mình lấy 12 cái thôi, chủ yếu là 12 cái này mình dùng nhiều nhất. Và 12 cái này nó sẽ chia ra thành hai nhóm, một cái là căn chỉnh với một cái đối tượng khác, và một cái căn chỉnh này với nhau ha, những cái đối tượng với nhau, và một cái này chúng ta có thể tạm gọi á, căn chỉnh với lại một cái vùng chọn đó, ok ha, thì nó dễ hơn. Rồi thì ở đây á, thì mình sẽ dẫn cho các bạn chọn cái vùng thứ hai trước ha. Cái vùng thứ hai này thì chúng ta sử dụng là căn chỉnh những cái đối tượng với nhau. Ở đây khi mà chúng ta cần, ví dụ như là chúng ta cần phải xếp những cái hình nó thành một hàng hoặc là căn đều nhau hay là thế nào đó, thì thường các bạn sẽ phải căn bằng mắt. Nếu như các bạn không biết chức năng này, ta căn bằng mắt. Ví dụ như là ở cái layer đầu này thì mình muốn nó nằm đây đúng không, thì tới cái layer cuối mình muốn nằm ở đây đấy. Vậy ở đây là chúng ta có cái sẵn cái line này rồi. Nếu các bạn sử dụng cái Photoshop CC 2015 thì nó sẽ hiện ra cái đường màu tím tím để chúng ta căn chỉnh đó ha, từ cái phiên bản CC 2014 trở xuống thì chưa có. Cho nên là những cái CC 2014 trở xuống khi chúng ta làm căn chỉnh những cái đối tượng mà cho nó đều nhau như thế này thì nó một cái việc cực kỳ khó. Là sao cho nó đều nhau, thành ra là đó, thì đây lại hụt mất cái thằng này, thấy không? Làm sao cho đều nhau thì đây chúng ta có cái cách sử dụng dễ hơn, đó là sử dụng cái công cụ này. Đầu tiên chúng ta sẽ chọn cái công cụ đầu ấy, layer đầu, layer cuối, chúng ta đè phím shift click cái để chọn hết tất cả, và đây nó sẽ hiện ra đó. Thì có thể thấy là chúng ta có thể căn đều ở cạnh trên này đó, tự động nó căn đều, nó lấy trung bình ra, nó đưa hết đây. Hoặc chúng ta muốn cho nó cắt đều nhau thì bạn click ở đây này. Những cái icon này nó thể hiện rõ cái việc là nó so với cái hướng gì đấy ha, với cạnh đầu, cạnh giữa, cạnh cuối. Ở đây nó đang nằm ngang kiểu này rồi, chúng ta không dùng cái này được, nó phải nằm dọc như thế này này. Ví dụ như là đây đi đó, mình sẽ cho nó nằm dọc như thế này, thì các bạn sẽ thấy, để ý là chúng ta có thể chọn cái đó, đây nằm dọc đó, thì nó sẽ cách đều nhau ra. Ở đây các bạn có thể thấy là nó không có rõ lắm, tuy nhiên là khi gộp chung rồi đó, thì cái khoảng mà nó cách nhau, nó lật lên nhau thì tất cả nó sẽ y chang như nhau đó. Ok, quay lại ha. Ở đây mình đang muốn là làm cho tất cả những cái thằng này nó nằm cách đều nhau theo hành ngang, thì chúng ta sẽ bấm vào đây cách đều nhau ha. Đó, thì nó sẽ nằm ngang ra những cái khoảng giữa của những cái này y chang nhau này. Sau đó chúng ta sẽ làm cho nó cách đều, so hàng với nhau ha, so theo hàng dọc. Một cái là so theo hàng, cái là cách đều, so theo hàng này, click cái đó, thì tất cả nó sẽ nhào vào giữa. Thì có thể thấy là đây chúng ta có thể căn chỉnh cái này rất là nhanh. Tương tự với lại những cái căn chỉnh với nhau như thế này, những cái layer với lại cái group với cái chữ, thì chúng ta có thể căn chỉnh theo bằng một cái gọi là cái vùng chọn ha. Cái vùng chọn ở đây thì khi ví dụ như là mình muốn so cái con cửa hó mặt cười đấy đi, mình muốn cho nó nằm ở giữa cái vùng chọn này đó, thì mình sẽ tạo cái vùng chọn. Hoặc là các bạn muốn căn giữa một cái đối tượng nào đó, các bạn có thể chọn vùng chọn của cái đối tượng đó chẳng hạn vậy. Cái cách chọn vùng chọn theo đối tượng các bạn chắc biết rồi ha. Chúng ta phải đè phím Ctrl và click vào cái đối tượng mà ta muốn lấy đó. Ví dụ mình click ở đây tự động mà lấy cái này. Và đây mình muốn cho cái con chó mặt cười này, ấy con rồng con rồng mặt cười này nó song song với thằng này, nằm đè lên thằng này. Đây chỉ việc mình chọn cái con mặt cười này, cái vùng chọn nó vẫn còn ha. Và chúng ta sẽ click tham vào nhau đó, hoặc là mình muốn căn nằm sát lề trên, sát lề dưới, sát lề phải. Đây là hai cái cạnh nó y chang nhau rồi, cho nên khi mình bấm vào đây thì nó không có tác dụng gì hết ha. Ok, ví dụ mình để như thế này chẳng hạn vậy đó. Đây mình muốn cho cái con mặt cười này nó vào giữa của vùng chọn này đó, căn đều lên trên đó, tự động nó vào giữa của cái vùng chọn ha. Sát lề phải, sát lề trái, các cạnh trên, cạnh dưới, ở giữa đó, đại khái như vậy. Nó thì nó khá là dễ ha. Một cái ví dụ khác, ví dụ như là mình muốn chữ cái chúc mừng năm con gà này nó nằm chính giữa của cái
hình cái cosplay con gà, cosplay con rồng này, thì chúng ta sẽ chọn cái vùng chọn của cái con rồng này ha. À, mình sẽ chọn để xuống gần chỗ này, click vô lại cái đó, thì chúng ta sẽ chọn được cái vùng chọn của con rồng này. Và cái chữ này, sau khi chúng ta chọn vùng chọn của cái mà mình muốn so này ha, mình click chọn qua clear chữ và chúng ta sẽ sử dụng mô tu này, click ở giữa đó, đây là xong rồi, cần chuyên đề cho chúng ta đè phím shift, chúng ta click kéo thẳng nó xuống là được rồi, kéo thẳng nó xuống là được rồi, đè phím shift đó, ok ha. Bây giờ mình muốn đưa hai cái con này vào giữa thì sao? À, nếu chúng ta không cẩn thận á, ví dụ chúng ta để chọn cái hai con như vậy mà mình cho nó vào giữa thì nó lại so với nhau, thành ra là khi mà mình muốn chọn vào giữa này, chúng ta đè chúng ta sẽ chọn hai cái layer này luôn, chọn hai layer này ha, bấm chuột phải và chọn group, group đâu vậy, group, không thấy vậy, ở đây, có thể chọn group ở đây cũng được, nó tự động nó group lại, hoặc bấm Ctrl G. Sau khi chọn xong rồi thì nhớ lúc đầu mình nói không, có thể chọn là cái đối tượng, cũng có thể là group, thành ra là khi chúng ta chọn xong này ha, chúng ta chọn tạo group gồm hai cái này rồi, mình muốn căn chỉnh chính giữa của cái vùng này thì chúng ta sẽ bấm Ctrl A. Ctrl A ở đây chúng ta có thể thấy là nó tạo cái vùng chọn của tất cả nguyên cái canvas luôn, thì khi đó chúng ta chọn cái mô tô này, click vào giữa, đây là soi hàng dọc ha và soi hàng ngang đó, 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 ok. Thì đây là nó hai cái đối tượng nó nằm chính xác ở giữa cái canvas rồi, canvas tức là cái vùng mà mình làm việc đó rồi, ok. Thì đó là tất cả về cái tutorial này, khá là ngắn gọn cho cái tutorial đầu năm 2017 ha. Tất cả những cái hình ảnh mà mình sử dụng trong này đều là của tác giả Thăng Fly Comics, các bạn có thể search lên fanpage của Thăng Fly Comics để tải những cái này ha, sử dụng làm avatar chẳng hạn, nhìn rất là cute. Ok rồi, bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn tutorial sau.